Video này được tài trợ bởi 360 Unisex. Nhãn hiệu thời trang Unisex đang dòng ngó vị trí top 1 gian Shopee Mall. Chi tiết chương trình ở phần sau video. Nhân vật phản diện được yêu thích vì họ đại diện cho những sai lầm của một con người và sự sai lầm hấp dẫn nhất của một nhân vật phản diện đến từ việc biến chất. Sự biến chất có thể xảy ra khi một con người lương thiện bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân mình. Và còn điều gì thúc đẩy người ta bước ra khỏi vùng an toàn tốt hơn là khi đối mặt với cái chết. Đó chính xác là tình cảnh của nhân vật chính ngày hôm nay, Hải Sơn Bắc, Walter White. Giống như phụ nữ, đàn ông đến với thế giới này cũng tồn tại những mặc định thế nào là một người đàn ông đúng nghĩa là chỗ dựa cho gia đình luôn mạnh mẽ trước những biến cố phải luôn là người thành công áp đảo quần hùng đứng đầu chuỗi thức ăn vậy điều gì sẽ xảy ra với một người đàn ông đi ngược lại những giá trị mà xã hội định nghĩa họ walter white không phải là một người bất tài ông có kiến thức dạy hóa của một người đủ khả năng để đi dạy hóa ông có một tấm bằng nobel về hóa học không có giá trị thực tiễn lắm nó không cho ông đồng lương đủ sống nên ông vừa phải đi dạy học vừa phải làm công việc làm thêm là lau rửa xe thế là ông không happy lương ba cọc ba đồng khiến gia đình ông cứ mãi phải sống trong chật vật và đã phải sống chật vật thì chắc chắn là không happy vô hình chung sự không happy của cả gia đình lại đè nặng lên vai của walter white cuộc sống đã cho ông một lý do để thay đổi tất cả ung thư phổi một tờ giấy báo tử dành cho người sống mr white trải qua những phút giây lơ đễnh của một người biết mình sắp chết nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt có thể thấy cột mốc trước khi bị căn bệnh hiểm nghèo mr white về cơ bản là một người đàn ông lương thiện cam chịu và có phần hèn nhát Điều gì đáng cay hơn việc một người đàn ông không chu cấp đủ cho gia đình của mình cảm thấy thua kém hơn tất cả những người đàn ông khác trong gia đình mà tiêu biểu là Hank, một cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, công việc nguy hiểm nhưng được trọng vọng cho xã hội, phản ánh tính chất mạnh mẽ của một người đàn ông, hoặc ít nhất là người đàn ông theo tiêu chuẩn của xã hội sau biến cố về bệnh tật Walter White đã thể hiện rằng mình không hề yếu đuối, nó như sự thức tỉnh trong tâm trí, thôi thúc ông phải làm gì đó để thay đổi, làm gì đó để là chính mình. Vì thời gian của ông sắp kiệt quệ và như sự chiều người của số phận, người đưa White đến với cuộc sống mới lại chính là Hank. Sau một buổi tham quan truy quét tội phạm mai thúy của ông, một tên đã trốn thoát được là Jesse. Nhưng White là người đã nhìn thấy rất rõ ràng khuôn mặt của chàng trai trẻ này. Ông đã cho mình một lý do không thể chính đáng hơn để bước vào con đường bào chế mai thúy. Đó là có thể để lại một số tiền cho gia đình của mình. Chúng ta được thấy những biến chuyển dần dần trong những hành động của người đàn ông này. White từ một người cam chịu đã trở thành một người phản ứng mạnh mẽ với những đàn áp. Ông sẵn sàng đập phá tại cửa hàng rửa xe khi lão chủ lông mày sâu gióm chèn ép người quá đáng sẵn sàng đá bọn bắt nạt con mình như đá cầu vì chúng nó chế giễu đứa con trai hơi tật nguyền của ông white từ lúng túng không dám ra tay với tên đồng đảng của jesse sau đã trở thành một tên sát nhân máu lạnh ra tay sát hại cả băng đảng của jack welker vậy suy cho cùng hình mẫu đàn ông trong một xã hội hiện đại nên là như thế nào câu trả lời có lẽ là sự linh hoạt không có một quy chuẩn chung nhưng có một điều chắc chắn là dù mạnh mẽ hay yếu đuối đàn ông hay đàn bà sự tử tế vẫn nên là giá trị lớn nhất của một con người để đánh giá một con người chúng ta cần có một cái nhìn đường dài vì con người thay đổi theo thời gian nhưng có những giá trị thuộc về bản ngã sẽ khó lòng thay đổi hoặc là xây dịch một chút rồi cũng trở về vậy mr white là một kẻ độc ác đơn thuần hay là một kẻ biến chất để trả lời câu hỏi này nó cũng khó như câu hôm nay ăn gì vậy ngài white đã tìm một lý do rất chính đáng cho hành trình trở thành một con quỷ của mình đó là ông nghĩ cho gia đình làm mọi việc để hướng về gia đình nhưng chưa chắc đã là vì gia đình đâu tôi xin phép trích lời dẫn từ bộ phim không giấu chân người của jv nevermind một người cho dù nhìn có vẻ là hết mình vì người khác đều có một phần là vì bản thân mình việc kiếm nhiều tiền một cách bất hợp pháp trước mắt sẽ giải quyết được việc điều trị ung thư vô cùng tốn kém của thầy bạch điều này cũng đến từ cái tôi cao ngất ngửa của ông khi không bao giờ chấp nhận mình trở thành gánh nặng của người nhà mr white khi suy đồi đạo đức là ông bị suy đồi hay được suy đồi lại liên hệ một tí với bộ phim thanh sói nhân vật bi tức nữ chính sau khi có hành động giết người lần đầu tiên và không tài nào ngủ được nhân vật thanh tỏ ra thấu hiểu an ủi rằng lần đầu lúc nào cũng vậy ám à ảnh lâu rồi sẽ quen nhưng sự thật là bi không sợ việc mình đã giết người bi sợ cái cảm giác thích thú khi làm việc đó đánh mất sự lương thiện thật đáng sợ nhưng đáng sợ hơn là tận hưởng điều đó Walter White từ sợ sệt khi không dám ra tay lần đầu trở thành không hề náo núng chứng kiến Jane sốc thuốc mà chết rồi trở thành một con quái vật khi không từ một thủ đoạn nào để giết Goodspring như chính ông đã thừa nhận ông ấy không đang trong nguy hiểm ông ấy chính là sự nguy hiểm Ông đã đi quá xa với tư tưởng ban đầu của mình, ông khao khát quyền lực, cảm giác đứng đầu, trở thành thủ lĩnh và vịn vào mọi lý do cho những hành động ngày một mất kiểm soát cho đến những thời khắc cuối cùng của cuộc đời, ngày White mới dám dũng cảm thừa nhận những điều bản thân làm là vì chính ông. Tôi đã dành cả đời của mình để sợ hãi, sợ những điều đã xảy ra, có thể xảy ra và có thể không xảy ra. 50 năm tôi đã sống cuộc đời như vậy, bản thân luôn thức dậy vào lúc 3 giờ sáng, kể từ khi thông suốt mọi thứ, tôi ngủ ngon, tôi nhận ra rằng nỗi sợ chính là thứ tồi tệ nhất kẻ thù thực sự của mỗi chúng ta đó là những lời mà white đã nói với Hank. và ông đã thật sự làm vậy ông đã chiến thắng nỗi sợ thoát khỏi vùng an toàn của bản thân mình để làm những điều to lớn hơn nó cũng giống như việc một con cá cả đời chỉ leo cây và luôn cảm thấy mình thật vô dụng đến đáng thương nhưng khi được thả vào nước nó làm chủ cả một đại dương và rồi bị con cá to hơn ăn thịt đấy ngay ở câu chuyện con cá nó đã phản ánh góc nhìn là một thứ vô cùng tương đối walter white cũng đã mắc phải sai lầm như vậy ông dành hơn nửa đời người sống một cách đầy cam chịu ông nghĩ rằng mình đang hy sinh vì người khác ông luôn bị sự an toàn kìm hãm và chấp nhận nó để sống rồi khi cuộc đời cho ông một cái cớ để buộc phải thay đổi ông lại đi quá giới hạn và tự khiến bản thân không thể quay đầu được nữa hãy nhìn sang jesse xuất phát điểm của anh ta có khi còn tệ hơn white anh ta là một kẻ nghiện ngập yêu một cô người yêu nghiện ngập chế tạo đá quý cho những người nghiện ngập nhưng chưa bao giờ anh ta mất đi sự nhân tính trong mình đến thời khắc cuối cùng khi mọi việc chấm dứt những gì jesse muốn chỉ là sự thừa nhận của white thừa nhận rằng white là một kẻ ích kỷ anh không nỡ xuống tay dù biết ông là người đã gây ra những tổn thương và mất mát cho mình hai người như chính phương thuốc kháng sinh để chữa lành cho nhau dù có muộn màng ừ, đến đây thì tôi xin phép dành ít phút để quảng cáo cho 360 unisex nha anh em nhé với bộ sưu tập xuân hè 2023 mới nhất và sản phẩm mũi nhọn là áo polo đẹp chính xác như hình bạn đã chán những chiếc áo mặc vài lần bị xù lông hoặc bay màu thậm chí là bung cả đường may chỉ với 149k bạn đã có một chiếc polo chất vải dày dặn và thoáng mát không kích ứng ra nhân dịp đang sale giá trải nghiệm Apollo từ giá gốc 335k nay chỉ còn 149k quá hời cho một cuộc tình linh mua hàng dưới phần mô tả và bình luận thật ra câu chuyện của Walter White không phải là độc nhất có một nhân vật trong tự game nổi tiếng GTA 5 cũng có một câu chuyện na ná như vậy Michael de Santa Mike sinh ra dưới sự bao bọc một cách đầy bạo lực của cha mình người đàn ông này nghiện rượu và đánh đập cả mẹ lẫn con rồi một ngày bỏ họ đi bần cùng sinh đạo tặc Mike lớn lên vào tù ra tội như đi chợ sau một thời gian thấm nhuần tư tưởng tội phạm, năm 2004, Mike kết hợp với Trevor và Brad tiến hành một vụ cướp kho tiền tại Ludendorff nhiều tuyết. Họ lướt thành công số tiền 180.000 đô la. Cảnh sát bay kín, ba thanh niên chỉ còn nước mở đường máu tẩu thoát. Brad may mắn bị bắn chết bởi một điều viên tên là Dave. Mike cũng trúng đạn nằm gục ra đất. Trevor hóa thành John Wick, dọn sạch cảnh sát cho lúc hấp hối. Mike khuyên Trevor hãy bỏ chạy đi, đừng lo cho ông, hãy để ông ôm đống tiền nhỏ này và chết một mình. Nhưng thật ra đó chỉ là vở kịch của Mike và Dave. Tên điệp viên là một tăng lễ giả cho Mike còn ở đằng xa, chủ nhân của biên mộ đang hút thuốc với số tiền cướp bóc được và chia chác. Mike có một cuộc sống giàu có tại thành phố Los Santos, y kế một vũ công thoát y tên là Amanda. Để ra hai đứa con khó khỉnh là Jimmy và Jaycee, bố là tội phạm, mẹ là vũ công cởi chuông đã tạo cho hai đứa nhỏ một nền giáo dục tiên tiến. Jimmy béo như lợn vì đống đồ ăn nhanh và Xbox, thỉnh thoảng là thảo dược. Còn Jaycee xinh đẹp với ước mơ trở thành diễn viên phim heo. Tất cả điều này đã mang Mike đến với khủng hoảng tuổi trung niên. Ông nói với bác sĩ tâm lý của mình rằng Bản thân tôi chỉ là một gã đàn ông già nua, cao to, từ không thể nào chơi bóng bầu dục xuất sắc ở trường, thứ mà là ước mơ của tôi. Con đường duy nhất mà tôi có thể đi chính là tiếp tục sống với một khẩu súng trong tay và những đồng tiền bẩn mà tôi kiếm được. Nhưng về cuối đời, cái gia đình mà Mike nghĩ rằng chỉ cần tiền là hạnh phúc, đã tan đàn xẻ nghé. Vợ tập yoga 49 tư thế với thầy, thằng con trai thì hút thảo dược nhiều hơn ăn cơm, ngáo đét, đứa con gái thì vì sự nghiệp đóng pòn cũng bỏ nhà đi cho nó riêng tư. Có thể thấy câu chuyện của Mike cũng chính xác là hoàn cảnh của Wander White. Họ đều cảm thấy trống rỗng trước một cuộc sống quá đầy đủ. Họ quên đi việc ngoài vật chất ra, sự kết nối, xây dựng giá trị tinh thần giữa các thành viên trong gia đình cũng rất quan trọng. Một gia đình thực sự cần những thành viên là người đồng hành để có động lực tiếp tục với cuộc sống khắc nghiệt ngoài xã hội. Bà Skyler khi thấy sự đáng sợ của chồng mình có thốt lên rằng họ không cần những đồng tiền bẩn của ông. Thật vậy, White chưa bao giờ hỏi gia đình mình rằng họ có cần ông làm vậy không. Ông đã làm những điều bẩn thỉu. Rồi từ từ đánh mất tất cả Suy cho cùng cuộc sống giàu sang là ước mơ nhưng đừng biến ước mơ trở thành lời nguyền walter white là một người đàn ông đáng thương với một câu chuyện đầy cảm hứng về việc không nên trở thành tội phạm lòng tham là thứ giết chết chúng ta nó khiến ta mù quáng và vô định trong hành trình tìm kiếm chính mình và cũng có thể đó chính là bản ngã của ông một con người đen tối tàn độc nhưng lại mang cái tên white màu sắc tượng trưng cho sự thuần khiết và cũng thật chớ trêu khi đầu phim công việc của ông là rửa xe nhưng đến cuối cùng lại chẳng thể tự gột rửa sạch sẽ cho những tội lỗi của chính mình đến căn bệnh ung thư cũng phải bỏ ông mà đi tôi là châu ấy linh đừng quên đăng ký cho the reviewer còn bây giờ thì see ya